Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, do không khí lạnh hoạt động với cường độ không mạnh và chủ yếu lệch đông, gây trời rét tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhưng số ngày rét không kéo dài. Hiện tượng sương mù nhẹ và mưa nhỏ, mưa phùn tập trung vào sáng sớm và đêm có thể xuất hiện nhiều ngày trong tháng. Nắng nóng xuất hiện tại miền Đông Nam Bộ trong những ngày đầu tháng và có khả năng lan rộng trong những ngày cuối tháng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Sáng sớm và đêm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều có nắng. Từ khoảng đêm ngày 11 sáng và ngày 12 tháng 3, khả năng không khí lạnh lệch đông kết hợp với rãnh gió Tây ở 5.000m làm tăng mưa tại Bắc Bộ. Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-30mm, vùng núi từ 30-50mm, có nơi cao hơn. Các nơi khác phổ biến ít mưa, nhiệt độ Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao nhất từ cao hơn 0,5-1,5 độ C. Ở các khu vực phổ biến là 0,5-1 độ C so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Hà Nội gần sáng và sáng sớm có mưa nhỏ về nơi và sương mù. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Lưu xuống các tỉnh Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, sáng có mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Phía Bắc đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới phổ biến ngưỡng từ 26-29 độ. Trời vẫn còn rét về đêm và sáng sớm. Và với các tỉnh thành phía Nam Trung Bộ, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ngày có thể chạm mức ở 29-32 độ. Nhìn xuống phía Nam nước ta là các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm có mây, chiều tối và đêm có mưa rào dông vài nơi. Tại vùng cao Tây Nguyên, 3 ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất trưa chiều trong 3 ngày tới sẽ dao động từ 29-32 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ tăng lên từ mức từ 31-34 độ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ, có nơi trên 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Riêng vùng núi sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Trong dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, miền Đông là từ 34-36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa thì 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa thì 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa đến 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4. Khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa đến 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa đến 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, chiều tối và đêm có lúc cấp 6 và cấp 7, biển động. Khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa đến 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4.
Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa thì 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía đông bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa thì 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa thì 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa thì 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa thì 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần phân tích và dự báo xu thế hệ thống thời tiết 9 ngày tới. Phía Tây Bắc Bộ từ ngày 11 tháng 3 có mưa rào và dông vài nơi, sáng có sương mù. Riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 3, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh. Phía Đông Bắc Bộ từ nay đến ngày 11 tháng 3, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trên khu vực miền núi. Có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 3, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời lạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ nay đến ngày 19 tháng 3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, phía bắc đêm và sáng trời lạnh. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ nay đến ngày 19 tháng 3 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Tây Nguyên từ nay đến ngày 19 tháng 3 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Nam Bộ từ nay đến ngày 19 tháng 3 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông thời kỳ từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 3 có nắng nóng. Khu vực Hà Nội từ đêm nay đến ngày 11 tháng 3, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 3, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời lạnh. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.